Xin chào các bạn và các em nhỏ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn và các em nhỏ chiếc máy cẩu của trẻ em, đồ chơi của trẻ em. Đây là trên hình là chiếc máy cẩu của trẻ em. Đây, mình sẽ giới thiệu cho mọi người xem. Đây là toàn bộ chiếc máy cẩu. Khi ngồi lên trẻ em ngồi sẽ ngồi vào chỗ này. Đấy, điều khiển này để cần cẩu lên này, múc này. Múc đồ chơi này. Thì dùng tay múc lên này. Đấy. Có thể xoay ra các hướng. Vô năng hoặc đây là vô năng này nè, để điều khiển hướng đi. Thì các em nhỏ sẽ ngồi lên trên này, điều khiển vô năng và di chuyển tới chỗ cần múc cát. Đấy. Đấy. Mấy cậu bàn ra mình có thể mở cốp lên được. Đấy. Giờ các em có thể đựng đồ chơi ở đây. Đựng đồ chơi để chở đi. Cốt. Đây là cốt. Ngoài ra thì ngoài máy cẩu còn có cả là máy cán. Đây, như này. Phần dưới này là máy cán. Để có thể cán đi. Cán để san bằng đất đất. Ví dụ khi cán thì phải di chuyển để cán bên dưới. Còn lúc nào cần tới thì múc. 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 Đây là hình chiếc máy cẩu. Ngoài ra thì máy cẩu này còn có thêm một ngoàm. Máy xúc kia là cái ngoàm kia là để xúc đất. Còn cái ngoàm này là để cẩu. Ngoàm. Mình lắp cái ngoàm này vào cho các bạn xem nhé. Tháo chốt ra này. Chốt ở đây ra này. Đấy, tháo cái đầu cẩu ra, lắp cái ngoàm này vào. Ngoàm này khi vào nó sẽ ăn cái bộ bánh răng ở bên trong này. Đấy, lắp ngoàm vào. Nhét vào. Vặn chốt cho chặt. Đấy, thế là khi mà các em dùng có thể ngoàm để móc lên. Đấy. Là chưa. Đấy. Cái này là cái đầu múc. Lúc nào mà thích xúc đất thì lắp đầu múc vào. Đấy. Ngồi lên thì như một chiếc xe ô tô con, có thể dùn chân đi di chuyển lại ở các nơi, đi từ nhà ra đến bãi cát hoặc là đi quanh nhà. Trẻ con rất thích đồ chơi này. Đấy, các bé này chỉ có ngoan thì bố mẹ vẫn mua cho nhá. Đây là chiếc máy xúc. Mình đã giới thiệu xong chiếc máy xúc. Đây là công tắc để vận nhạc, gần như kiểu công tắc, làm như kiểu công tắc khởi động ấy. Hai bên đây, các bạn thử xem hai bên cái công tắc. Đấy. Các em rất thích đồ chơi này. Như vậy là mình đã giới thiệu xong chiếc máy xúc cho trẻ em. Video xin hết ở đây. Xin chào các bạn và các em nhỏ.